Chào mừng các bạn quay trở lại với Just Raw. Trước chúng ta đã làm cái phần 1 đó là phần vẽ các bạn. Nay chúng ta sẽ qua một cái chế độ mới. Đó là cái chế độ mà mình chơi, mình phải xóa các bạn. Ở đây các bạn sẽ check vào đây nè các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở cái chế độ này thì chúng ta sẽ xóa các bạn. Ở đây cũng là dùng cái bút thần kỳ của chúng ta mà chúng ta xóa để cho nó trở thành một bức tranh phù hợp các bạn. Như ở đây thì chúng ta sẽ xóa cái móc câu nè. Ở level số 2 này thì các bạn thấy là ở đây mình cần xóa mấy cái mụn của cái cô gái này các bạn. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái cục gom của cái thần kỳ của chúng ta để xóa thôi. Let's go. Here we go. Chế độ này có vẻ nó cũng tương đối là dễ đó các bạn. Ở level số 3 này thì đây chúng ta thấy cô gái đang sợ con nhện cho nên ở đây mình sẽ xóa con nhện các bạn. Bạn nào đã chơi game này thì hãy để lại comment cho mình biết nha các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất nha. Ok. Ok, let's go. Level số 3. Ở đây chúng ta thấy cái con China Sword của chúng ta nó bị mấy cái thiên thạch rơi xuống các bạn, cho nên ở đây mình sẽ xóa cái thiên thạch để cứu mấy con dinosaur. Ok, những cái bàn này khá là dễ đúng không các bạn? Có vẻ như là cái này nó dễ hơn là cái phiên bản mà mình phải vẽ thêm nét các bạn. Bởi vì xóa thì luôn luôn nó sẽ dễ hơn. Let's go. Màn số 5 các bạn. Ở đây thì các bạn thấy này chúng ta nên xóa cái gì các bạn? Các bạn thấy ở đây nó có cái chân mày nè. Chúng ta nên xóa cái chân mày ở giữa đi các bạn. Chân mày thì ở giữa nó sẽ không có đâu. Ok, let's go. Wow, cái này ở màn số 6 này chúng ta nên xóa những cái vết mực các bạn. Đây là những cái vết mực mà anh chàng này chắc có lẽ đi học viết trên áo đây. Ok, màn số 7 ở đây chúng ta thấy là cái chú này chúng ta rất là thèm uống rượu các bạn, cho nên đây mình cần phải mở cái nắp chai các bạn. Chính xác luôn. Những cái màn này khá dễ các bạn. Còn đây là thiên tài các bạn, một thiên tài Einstein. Đây là một vị thiên tài toán học các bạn. 1 cộng 1 thì không thể bằng 22 các bạn, cho nên đây mình xóa số 2 nè. Ok. Ok. Số 9 các bạn, quả táo của chúng ta thì không nên ăn những cái quả táo có sâu các bạn, cho nên đây chúng ta sẽ xóa đằng sau nè. Và mình thấy những cái màn này có vẻ như khá là dễ các bạn. Màn số 10. Wow, có ai đang nằm ở dưới mùng nè. Các bạn nào khi mà nằm ngủ thì thường chúng ta lúc nhỏ chúng ta hay tưởng tượng sẽ có ai đó đang nhìn mình mà nằm ở dưới giường. Ok, tốt nhất là chúng ta nên xóa cái này đi. Chính xác luôn. Wow. Đây là một cô gái, khi nhìn vào thì các bạn thấy cô gái thì không nên có râu các bạn, cho nên thì chúng ta sẽ xóa râu cô gái này. Here we go. Bởi vì cô ta không có răng cho nên ta phải mọc râu các bạn. Rồi còn đây là một cái anh chàng giống như cái anh chàng ở trong cái phần trước của chúng ta đó, là chúng ta sẽ làm miếng dán, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ xóa đi những cái vết thương này của anh ta đi. Chính xác luôn. Còn đây là câu 13, đây là chúng ta thấy nó có những cái con quy phẩm các bạn. Thì ở đây chúng ta tốt nhất là chúng ta nên xóa những con quy phẩm mà cái mặt nó hơi ngầu ngầu chút á. Đây cụ thể là chúng ta sẽ xóa ba cái con quy phẩm mà nó có cái ánh mắt hơi dữ nữa các bạn. Còn có thể là những cái con này nó có lợi cho sức khỏe của mình đó, cho nên chúng ta không xóa đi. Wow, đây là một cái anh chàng cũng xuất hiện trong phiên bản 1. Anh ta ăn nhưng mà răng lại dính rất là đầy thức ăn luôn. Mình sẽ xóa cho bớt cái thức ăn này các bạn. Here we go. Tiếp tục. Chính xác. Wow, còn đây đây là một cái cặp vợ chồng mới cưới các bạn. Anh ta đang cố gắng mở cái nắp chai này, cho nên đây là chúng ta sẽ mở giúp anh ta các bạn. Ok. Oh my god. Chúng ta thấy cái bàn chân sắp đạp vào trong cái cục xít rồi các bạn, cho nên tốt nhất là chúng ta nên xóa cái cục xít này đi các bạn.
Ok, here we go. Here we go. Chính xác luôn. À, cái này đây, à, cái đây là sau khi cưới xong thì anh ta thấy có một cái vết son trên má của anh chàng này, cho nên tốt nhất chúng ta nên xóa cái vết son này đi. Yeah. Wow, cái gì đây? Ừ, muốn chừng người ta rất là thói đó các bạn. À, có mấy cái con ruồi nè, cho nên mình sẽ xóa mấy con ruồi đi. Ok. Here we go. Yes. Mang số 19 các bạn, ở đây chúng ta thấy ông nhà sĩ nè. À, ông nhà sĩ cũng đang khám răng các bạn. À, thường là chúng ta sẽ sợ, cho nên mình sẽ xóa thử cái máy này coi. Ô, không đúng. Wow, ở đây mình sẽ xóa cái răng này các bạn, tức là xóa cái vết sâu nè. Ô, không đúng luôn. Oh my god. Mình làm lại, có lẽ mình sẽ xóa cái vết sâu này các bạn. Chính xác, chỉ ở đây màn này các bạn nên xóa cái vết sâu răng thôi nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần xóa đây là cái chất thải độc hại đó các bạn, thấy cái hình đầu sọ không? Bạn xóa cái thùng này luôn các bạn. Có lẽ là chúng ta nên xóa hết mấy cái thùng luôn á. Ok, nó kia chúng ta nên xóa thêm nè. À đây có một thùng nữa nè, cho nên đây mình sẽ xóa thêm luôn. Yes, bạn nào mà có chơi game này và đã vượt qua hết các màn thẻ để lại comment cho mình biết nha. Ở đây chúng ta ở màn 21 này thì chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có một cái bánh pizza và cho 4 người. Chúng ta cần phải chia cái bánh này làm 4 các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chia làm 4 thôi. Yes. Chính xác, mỗi người một góc. Ok, anh chàng này ở đây cần qua sông. Mình sẽ có lẽ là mình sẽ làm cho nước sông cạn các bạn. No. Ok, mình sẽ cưa cái cây để cho cái cây nó làm cái cầu các bạn. Không được, xóa thêm. Chính xác luôn, yes. Here we go. Ok, ở đây anh ta đang tô cho một cái hình. Đang tô cho một cái hình vuông mà anh ta tô lem. Có lẽ là mình sẽ giúp anh ta tô cho chính xác á. Mình sẽ xóa. Mình sẽ xóa ra những cái nét lem nè các bạn. Wow. Ok. Chính xác. Ok. Và màn 24 này là chú chó chúng ta đang bị buộc các bạn. Chúng ta không vui đâu. Cho nên ở đây mình sẽ xóa đi cái cọng dây các bạn. Xóa thêm hả? Ok. Here we go. Đây là một cái chiếc bánh donut. Donut các bạn, cho nên ở đây mình sẽ vẽ thêm một cái ở giữa nó thường nó có rỗng nè các bạn. Yeah. Wow, ở đây là một cái bệnh nhân mà đang thở bằng ống thở nè. Và do phổi anh ta đang bị những cái vết thương đó, cho nên ở đây mình sẽ xóa đi những cái vết thương trong phổi nè các bạn. Có lẽ là ông này đang hút thuốc khá nhiều. Mình sẽ xóa đi bớt những cái vết thương ở trong phổi nè. Lúc đó thì virus nó sẽ không hoạt động được đâu. Rồi. Yes. Wow, anh chàng này đang gọi kiến các bạn. Và có vẻ như anh ta đang sợ cái bụng hơi to đó, cho nên đây chúng ta sẽ giúp xóa bớt cái bụng lại. Ok. Here we go. Quá đẹp luôn. Ủa, cũng là cái anh chàng mà trong cái game trước chúng ta cũng gặp các bạn. Anh ta cần ăn kem. Ở cái màn này thì tại sao anh ta khóc nhỉ? Mình không thể vẽ được thêm các bạn, cho nên có lẽ là chúng ta nên bôi mấy cái giọt nước mắt nè. Here we go, 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 go. Chính xác, yes. Open keys, rewards available. Còn đây là một cô gái của chúng ta đang đang nằm ngủ và chảy nước dãi nè. Ở đây mình sẽ xóa cái nước mũi này đi các bạn. Ok. 30. Wow, đây là một bức tranh mà chúng ta cần đục nè các bạn, cho giống cái này nè các bạn. Ok. Mình sẽ đục nó ra. Đó. Here we go.
Yes, oh. Sau khi đục xong thì chúng ta sẽ bán nó với giá là 10.000 đô các bạn. Khủng khiếp. Wow, và trong đây cái hình này thì chúng ta thấy có 4 anh chàng. Thì trong đó có 3 anh chàng đã đầu trọc hết rồi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên cho cái anh thứ ba này cũng đầu trọc luôn các bạn. Cho nên chúng ta sẽ bòi hết. Đó, chúng ta sẽ bòi cái đầu anh ta trọc đi. Yes. Ok, ở đây màn 32 cô gái đang đòi cái anh chàng trai này, nhưng mà cái giá tiền khá lớn luôn, cho nên ở đây chúng ta sẽ xóa cái giá tiền này đi, còn 1 đô thôi. Chắc chắn là ok rồi. Yes, bán luôn. Hai anh chàng này đang khác nhau và mình phải làm sao cho giống nhau nè. Ở đây chúng ta thấy có cái một vết đây nè. Ok, còn một vết trên đầu nữa các bạn. Để coi còn cái nào nữa không. Wow, còn một cái nữa. Như đây cái đồng hồ các bạn, ở đây xóa cái đồng hồ này đi. Yes, here we go. 34. Anh chàng này các bạn để ý là cái bức tranh này như là cái đầu anh ta vuông đó các bạn. Chắc có lẽ anh ta đang đi hớt tóc á. Mình sẽ hớt cho cái đầu anh ta vuông các bạn. Ok, cái này mình cắt ngang nha các bạn. Yes. Rồi, mình sẽ xé xung quanh thôi. Here we go, here we go. Quá đẹp trai luôn. Ok, 35, chúng ta thấy cây cưa của chúng ta có vẻ như là thiếu cái góc này nè các bạn. Mình sẽ cưa như thế này nè, đó. Giống như một cái răng cưa đó các bạn. Yes. Wow, bây giờ chúng ta thấy là đây anh chàng chúng ta đang cần vẽ một cái vòng tròn nè. Mình sẽ giúp anh ta tô cái vòng tròn các bạn. Hình như hơi méo á. Hơi xéo đó các bạn. Wow. Cái góc này hình như hơi khó dễ nè. Yes, here we go. 37, anh chàng chúng ta đang đốn cây. Rõ ràng là mình cần xóa liền cái góc này thôi. Đây, cái chân ngã trúng. Ok, 38. Màn 38 này chúng ta thấy con mèo của chúng ta đang chụp. Mình sẽ cắt cái tay con mèo. Không được. Vậy thì hơi ác quá. Mình sẽ cắt dây điện. Không được. Cái kia dễ thêm nữa các bạn. Có lẽ là mình sẽ xóa cái bàn tay đi. Yes. Here we go. Let's go. Ok, bây giờ thì anh chàng của chúng ta đang cần một cái đầu hình tròn, cho nên ở đây chúng ta sẽ cố gắng dành cho cái đầu anh ta tròn đi. Dành có nghĩa là hớt đó các bạn. Hình như từ miền Nam đó là hớt đấy. Ok, here we go. Wow, ở đây chúng ta cần đục một cái hình tam giác các bạn. Wow, hồi nãy mình bán là 10.000 đô á. Không biết đường này bán bao nhiêu đô đây. 10.000 đô nếu quy ra tiền Việt của mình là cũng khá lớn đó các bạn. 10 x 2 là khoảng 20 á. Vậy là khoảng tầm 200 triệu á. Yes, đúng rồi, giờ được là 20.000 đô luôn, ghê thật. Ok, cái đây chúng ta thấy sao số của nó nhảy tí, không là nó quay ngược lại. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ mình sẽ cắt nè. Ok, mình sẽ cắt mấy cái cọng dây nè. Không được. Không được hả ta? Ngộ hả ta? Nó kêu mình cắt thêm nè. Kim hả? Cắt dây đỏ, thường là mình sẽ cắt dây đỏ đó các bạn. Ok, các bạn chỉ cần cắt dây đỏ thôi, mấy cái dây này không cần cắt các bạn. Ghê thật. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta cũng đã hoàn thành được tất cả các màn chơi của chế độ Just Draw của Aeromod và 41 màn. Ok, bạn nào đã có chơi game này thì để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.